Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục lên một video giới thiệu anh em đến toàn hàng khủng không. Bởi vì những con pau khủng và những bộ âm ly rất là khủng gấu để cho anh em có thể tiện lựa chọn. Thì bây giờ Tuyến sẽ quay luôn để cho anh em cận cảnh luôn, để cho anh em có thể tiện chiêm ngưỡng luôn nội ngoại thất. Riêng bên Tuyến là Tuyến sẽ quay nội ngoại thất để cho anh em xem, chứ không giấu giếm anh em bất kể một cái gì từ nội ngoại thất anh em. Thì đầu tiên Tuyến giới thiệu anh em đến một con pau, quả pau hoặc là gọi là đẩy cũng được, là thằng này quả Ronan các bác nhá. Dòng Ronan thì nổi tiếng về chất âm rồi, nhưng mà bởi vì những cái dòng Ronan nó ra thì rất là ít, bởi nó chỉ đa số nó về làm về những dòng sân khấu. Dòng này có model là SRA 1200 đó. Con này 1200 sử dụng một biến áp nguồn xuyến cực kỳ to luôn, 4 tụ lọc nguồn. Và đặc biệt con này thì đánh 4 sò xăng ken, nhưng mà đánh một đôi full bát 30 thoải mái các bác nhé. Đánh đôi full bát 30 thoải mái, con này rất là khỏe luôn. Em dám khẳng định con này đánh rất là khỏe. Bởi vì những con này em đã từng đánh một đôi JBN bát 40. Đôi JB bát 40 hát cực kỳ ngọt luôn. Em dám khẳng định hát cực kỳ là ngọt luôn. Đó, công suất con này của nó không lớn, nó chỉ rơi vào tầm 120. Con này nó là 128W các bác nhé. Đấy, các bác nhìn rõ này, 128W, nhưng mà nó rất là khỏe. Em dám khẳng định rất là khỏe. Đánh từ 4 ohm cho đến 16 ohm các bác nhé. Đây, các bác nhìn rõ này, đây là 4 ohm. Đấy, tối đa là 4 ohm cho đến 16 ohm. Còn những dòng này thì nó về độ âm thanh Ronan thì chắc các bác ít nhiều các bác phải hiểu là chuyên về dòng Organ rồi. Organ Ronan thì quá là nổi tiếng rồi, nên là nó tinh chỉnh về chất âm thì các bác nghe thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, dòng Ronan này nổi tiếng về Organ. Thì em cũng báo giá luôn là con SRA này, SRA 1200 này, em để cho các bác với giá là 3.500.000 đồng con Ronan này nhé. Một hãng Ronan của Nhật, và con này cũng được sản xuất lắp ráp tại Nhật luôn. Điện 100V. Các bác nhìn cái cầu noa đã là thấy đủ là đã chưa? Đó, cái cầu noa của nó đã làm rất là khủng long rồi. Đấy, những dòng này sản xuất tại Nhật nên là chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời nha. Điện 100V. Đó, máy thiết kế rất là gấu luôn. Từ kể cả từ cái biến trở mà để chỉnh âm thanh của nó cũng đã khác người rồi. Đó, nó làm rất là gấu, chắc chắn. Thì em để cho các bác với giá chỉ có 3.500.000 đồng con Ronan này. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model, dòng này là dòng quả Mỹ, một thương hiệu Harman Kardon. Là Harman Kardon này thì nó sở hữu cả thương hiệu quả JBN luôn các bác nhé. Đó, dòng này thì nó lại sở hữu cả thương hiệu quả JBN. Con này thì rất là đẹp. Đấy, con này rất là đẹp. Hàng này là hàng hàng Harman Kardon này là sản xuất cho Đức các bác nhé. Dòng này là xuất Đức. Tuy Nhật sản xuất tại Nhật nhưng mà thương hiệu của Mỹ, nhưng mà lại xuất sang thị trường Đức nên là nó chỉ có điện 220V. Đó, con này là sản xuất cho Đức nên là điện 220V. Và con này đánh 4 sò xanh đen, quả Toshiba xanh đen các bác nhé. 4 sò Toshiba xanh đen cực kỳ gấu khủng luôn. Đó, các bác nhìn cái cánh tỏa nhiệt của nó đã là quá là to rồi. Nên con này công suất của nó, dòng này đi này, hầu như những mấy cái dòng Mỹ này thì công suất của nó là 230W các bác nhé. Đó, đây các bác nhìn rõ này, đây 230W này. Đấy, hàng này biểu tượng này là hàng của Đức nhé các bác nhé. Đây này các bác nhìn cái biểu tượng này là biểu tượng là xuất cho thị trường Đức. Đấy, con này thiết kế bởi Mỹ, sản xuất tại Nhật, New York sản xuất tại Nhật. Nên chất âm con này cực kỳ là hay luôn. Dòng này dòng có model là PM655 VXI các bác nha. Đấy, model của nó là PM655 VXI. Con này có nâu nớt đầy đủ chất âm, thì nói nếu mà hàng Mỹ thì các bác khỏi phải chê đi. Chuyên trị những dòng loa châu Âu thì con này thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, các bác mà muốn đánh loa châu Âu thì không thể bỏ qua những con này. Đấy, nâu nớt đầy đủ các bác nhá. Đấy, chỉnh bát chéc này, phân loa này. Con này nó thiết kế rất là đẹp mắt, mặt đen rất là ngầu. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem luôn sò của nó luôn này. Bộ đây nó đánh 4 sò Toshiba đại nhá. Đấy, xanh đen. Zin tuyệt đối luôn.
Nên là chất âm con này cực kỳ là ngọt luôn. Em cũng báo giá luôn là cái con Hamakadom PM655 này em để cho các bác với giá là 5 triệu đồng nhé. 5 triệu đồng bao zin. Đó, con này các bác nhìn em 4 tụ nọc nguồn, nó đánh riêng biệt cho hai kênh bởi vì đây là nắn cầu riêng. Tuy nó sử dụng chung một biến áp nhưng mà nó lại là sử dụng là nguồn riêng nên là chất âm của nó đều tách bạch riêng biệt hết chứ nó không lẫn pha trộn. Đó, nó gần như kiểu mình có thể gọi nó là mono block các bác nhá. Đó. Thì chất âm của nó rất là tách bạch luôn. Những con này thì chất âm của nó rất là ngọt. Dòng Hamakadom này thì là nó có quá tên tuổi rồi. Đấy. Thì em để cho các bác với giá là chỉ có 5 triệu đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model rất là khủng long. Con này con Pau hoặc là đẩy cũng được. Đấy, Pau đẩy thì nó như nhau. Thì con này có thương hiệu quả Ramsa, tức là thương hiệu quả Nhật. Con này có model là VKP 9400. Ramsa VKP 9400 này thì nó cũng là đời gần hết số. Nhưng mà nó làm con này có thể nói là rất là khổng long luôn. Đấy, em quay luôn cho các bác đây. Cái này em đã mở sẵn ốc là để cho các bác xem chiêm ngưỡng nội ngoại thất luôn. Đấy. Con này sở hữu đến 32 sò san ken các bác nhé. Đó, các bác nhìn nhé. Ở bên này là 8 con, đây là 8 con, là đã là 16 con và vế bên này cũng vậy. Đấy, mỗi một kênh là đánh 16 con sò. Công suất con này là tiêu thụ của nó là tối đa là 1900W các bác nhé. Em nói rõ luôn là 1900W của con này là công suất tiêu thụ tối đa. Đó, 1900W thì các bác cũng phải đủ hiểu nó khủng long với mức độ nào rồi. Ở đây thì nó thiết kế hai biến áp riêng biệt cho hai kênh và mỗi một kênh là sử dụng 4 con tụ nọc nguồn bằng 4 non coca to nhé. 4 non coca dài to. Đó, các bác nhìn bộ tụ của nó đã mắt chưa? Rất là dài. Nó dài mười mấy phân luôn. Đấy, riêng tụ nó phải dài mười mấy phân. Mà cực kỳ to luôn, to đúng bằng 4 non coca to. Đấy, thì các bác đủ hiểu nó độ gấu của nó như nào. Đó. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây, em mở luôn nội ngoại thất cho nó. Em bao zin tuyệt đối nhá. Đèn thúc còn xanh đen nguyên bản nữa. Con này thì nó chỉ thua mỗi con 9440 thôi các bác nhá. Con 9440 nữa là hết số. Còn con này thì cũng là gần hết số. Đấy. Nó là đàn em của 9440 nhưng mà nó công suất của nó thì cũng tương đương gần giống nhau các bác nhé. Nó đều đánh 16 sò 32 sò san ken như nhau các bác nhé. Đây các bác nhìn nhá. Toàn bộ sò san ken zin theo máy luôn. Đó, các bác nhìn nhá, toàn bộ sò san ken zin theo máy zin đẹp 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 luôn. Con này thì quá khủng long rồi. Đấy, các bác nhìn cái bộ tỏa nhiệt của nó thì các bác đã đủ hiểu nó là gấu mức độ nào. Đấy. Và ở đây thì nó lại sử dụng một cái quạt chung cho làm mát cho cả biến áp và cả tỏa nhiệt luôn. Đấy, cánh tỏa nhiệt thì nó nằm hướng lên trời. Ở đây thì nó có một cái nắp đậy ở ngoài này, phủ ngoài này nữa. Đấy. Con này đánh hai cầu công suất loa của nó là 600W một kênh, tức là 400W 1200W cho hai kênh các bác nhé. Đấy các bác rõ nhé. Ở đây là điện áp là 100V và 1,9kW, tức là 1900W các bác nhé. Đó, công suất ra loa nằm 1200W. Đó, rất là gấu khủng. Đánh từ con này đánh từ 4 ôm cho đến 16 ôm. Đó, con này đánh từ 4 ôm cho đến 16 ôm. Nó có hai chế độ đánh, các bác thích chơi 4 ôm hay là 6 ôm tùy các bác nhé. Các bác chơi con này thì các bác niềm một lúc các bác có thể chơi được hai đôi loa. Đấy, riêng con này các bác chơi hai đôi loa bát 40 ngọt sớt luôn. Em dám khẳng định là các bác chơi hai đôi loa bát 40 ngọt sớt luôn. Bởi vì máy nó thiết kế quá gấu luôn. Đó. Các bác nghe nhạc thì nó chỉ những tất cả những dòng loa nào loại nào khó tính nhất. Chỉ cần các bác kết hợp với lại rề nữa thì các bác chơi thì rất là gấu. Mà đặc biệt con này nếu mà hát karaoke thì các bác hỏi phải bàn đi. Những con này nó là dòng hội trường rồi nên là các bác yên tâm để nói về chất âm. Đấy, dòng Ramsa thì nó là thương hiệu của Panasonic và Technic nhé các bác nhé. Nhưng mà Ramsa thì nó là thương hiệu của Panasonic với lại Technic, nhưng mà nó lại chuyên về âm thanh hội trường và sân khấu các bác nhé. Đấy, thương hiệu Ramsa này chuyên về hội trường, âm thanh sân khấu. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến em cũng quên, đây em báo giá luôn nhé. Con Ramsa 9400 này em báo giá luôn, con khủng long này em để cho các bác với giá 12 triệu đồng nhé. 12 triệu đồng con khủng long này nhé.
Đấy, và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một thương hiệu của Victor. Con này con Pau Victor. Pau này con này có model là PSA300. Đó, con này thì dòng Victor này thì thiết kế thì cực kỳ đẹp mắt. Đấy. Đây là cái thương hiệu của nó. Đấy, nhưng mà đây là thương hiệu Victor, con chó thổi kẹt. Ăn con chó nghe kẹt. Đấy. Con này thì thiết kế 16 sò các bác ạ. 16 sò cho hai kênh. Đặc biệt là sò đánh sò Toshiba xanh đen cực kỳ to, sò đại của Toshiba các bác nhé. Toshiba thì nó không sản xuất 2 vít, bởi vì đời mới nó không sản xuất 2 vít. Nó chuyển sang là 1 vít, nhưng mà nó này là dòng to, đại. Đèn thúc thì nó sử dụng đèn đèn trường các bác nhé. Đây, đèn thúc xanh đen nó sử dụng bằng đèn trường. Nên là chất âm con này cực kỳ mạnh và khỏe. Đó, con này sử dụng đến 12 con tụ nọc nguồn to các bác nhé. 12 tụ nọc nguồn cho hai kênh. Đó, con này thì nếu mà nói độ gấu khủng thì quá gấu khủng rồi. Đấy, các bác liền lúc các bác có thể đánh hai đôi loa. Đánh mà đặc biệt cái con này ấy, thì nó lại đánh từ hai ôm các bác nhá. Nên là loa nào cũng có thể chơi được. Đánh từ hai ôm. Đây này, các bác nhìn thấy đó ấy, từ hai ôm. Đấy, hai ôm là xuống hai ôm thì các bác nên chơi hai đôi loa 4 ôm thì là đều ok. Đó, con này đánh từ 2 ôm. Công suất của nó là ra tiêu thụ là 490W, nhưng mà công suất ra loa cũng rất là lớn các bác nhé. Dòng này công suất ra loa rất là lớn, các bác có thể chơi đôi hai đôi bát 30 vô tư nhé. Đó, rất là gấu khủng luôn. Hàng bãi bên em về là bao zin bao đẹp xuất sắc luôn nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé. Đèn công suất đây xanh đen zin tuyệt đối luôn nhé. Đấy, em nói rõ luôn là máy móc đây, từ máy móc em quay luôn cho các bác để các bác tiện chìm ngước luôn, các bác xem nội ngoại thất luôn, chứ em cũng không giấu giếm các bác. Thì đó, các bác được xem mua máy hàng bên em thì các bác được xem luôn, đây là máy móc có sao thì em nói luôn. Đấy, hàng zin thì em nói zin. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Thì em cũng báo giá luôn con Pau Victor này, con đẩy Victor này PSA 300 này, em để cho các bác với giá là 7.500.000 đồng nhé. 7.500.000 đồng, cực kỳ yêu luôn. Đó, các bác về nghe nhạc, điều trị những dòng loa khó tính, ví dụ như Onkyo hay là Diatone, thì những gặp những loại này thì đánh thì khỏi phải bàn đi. Mà đặc biệt là ví dụ những dòng mà loa karaoke BMB hay là tất cả những dòng loa full của Trung Quốc đều đánh rất là ok luôn, rất là mạnh. Đó, con này cũng sử dụng một quạt gió cho hai kênh. Ở đây là miếng nhôm của nó, là cái nhôm của nó quá to, quá khổng lồ luôn này. Đây nguyên cả cái tảng nhôm của nó đây, nó rất là to luôn. Đó, tỏa nhôm tỏa nhiệt của nó. Bởi vì dòng này là thuộc dòng công suất lớn rồi. Đó, thì em cũng báo giá luôn là 7.500.000 đồng cho con Pau Victor A300. Đó. Tiếp đến này em giới thiệu các bác đến một model của dòng âm ni đài của Pioneer. Con này có model là QX949 các bác nha. Dòng QX949 này nếu mà nói về chất âm thì sau này đã cũng quá là chất rồi. Đó, con này là sử dụng dòng 4 kênh và ở đây nó sử dụng một cái đèn tia cho 4 kênh rất là đẹp mắt luôn, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đấy, ở đây đèn tia cho 4 kênh. Đó. Và con này đặc biệt là đánh 8 sò sắt các bác nhá. Đây, mỗi một ô là 2 con. 8 con sò sắt Sanken. Con này đánh 8 sò sắt Sanken. Đấy, máy móc này rất là zin đẹp luôn. Em bao zin bao đẹp luôn cho các bác, chưa có một mối chấm hàn nào. Đó, các bác nhìn nhá. Máy móc là bên em là cực kỳ đẹp nhá, sắt xi còn trắng phong luôn nhá. Và con này là công suất. Công suất con này là 530W các bác nhé. 530W. Đánh 4 kênh. Đấy. Đánh 4 kênh. Đấy, các bác nhìn rõ này, 4 chờ 4 kênh này. Đấy, con này là đánh 4 kênh và công suất 530W, và con này có sử dụng đa nguồn điện luôn. Các bác sử dụng nguyên bản là hàng Mỹ. Nhưng mà con này các bác sử dụng điện áp đa nguồn điện nên là rất là tiện. Đấy, con này là sử dụng điện áp đa nguồn điện nên là các bác dùng điện nên các bác không cần phải đổi nguồn. Và con này thiết kế rất là gấu, mặt trắng phanh nhôm rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính cong luôn. Rất là đẹp,
Thì em cũng báo giá luôn là con Pioneer QX949 này em để cho các bác với giá là 14 triệu đồng nhé. 14 triệu đồng cho con Pioneer QX949 này. Đó. Em bao zin bao đẹp. Một size này là size rất là lớn và rất là khổng lồ luôn. Đó. Size này là rất là lớn. Các bác nhìn may móc cực kỳ là đẹp luôn. Con này sử dụng 4 tụ nọc nguồn cho hai kênh. Đó. Rất là đẹp. Núm niếc là không có rung rỉ gì nha các bác. Đấy, em để cho các bác với giá 14 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Và tiếp đến là em giới thiệu các bác đến một con này là con thuộc hàng bao rề khủng long. Và cũng gọi mình có thể nói là quái vật luôn. Đấy, bởi vì con này là phải hai người khênh. Em dám chắc là một điều là hai người khênh mới khênh được nó. Chứ còn một người là không thể khênh nổi. Bởi vì nó quá nặng, nó nặng gần 40 cân. Nếu mà cả rề của nó nữa là tầm 50 cân, hơn 50 cân. Mà bê kiểu này là em dám khẳng định là không ai bê được nó. Đấy, một con rề của nó đây là, trước tiên là em sẽ quay phần rề trước. Đấy, con rề này rất là đẹp. Con này chỉnh các giải tần. Đấy, các bác nhiên điều chỉnh các giải tần nó rất là tiện. Đấy, nông sâu mà con này, đặc biệt con rề này, con rề Equalizer này thì của nó thì cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác nhìn đồng bộ form này thì quá đẹp luôn. Con này các bác mà nghe nhạc gia đình thì em dám khẳng định là ít con nào mà qua mặt nó. Đấy, nói về chất âm và cũng như độ khỏe khoắn của nó. Chơi những dòng loa, các bác chơi những dòng loa khó tính. Mà loa càng nặng watt bao nhiêu thì các bác chơi con này thì càng đã bấy nhiêu. Đấy, bộ toa thì con này có toa thì con này có P, model là P300D các bác nhá. Và con Equa rề của nó là E2112 các bác nhá. Đây là phần chỉnh âm lượng này. Đấy, chỉnh âm lượng, tăng giảm âm lượng luôn ở đây. Đấy, nên là rất là tiện. Và đặc biệt đây các bác nhìn cần chỉnh giải của nó đây. Các cần chỉnh giải đây, cần chỉnh gạt này, do chỉnh bằng nút vặn này, rất là tiện. Mà máy móc của nó thì em nói nó lên là nó quá đẹp luôn, đúng như mới luôn. Đó, các bác nhìn máy móc nó rất mới. Đây là biến áp nguồn và tụ nọc nguồn đây, trông như tụ nọc nguồn âm ly luôn. Và con này sử dụng luôn cả biến áp xuất âm ra luôn. Đó. Con này đây, các bác nhìn máy của nó này, thiết kế mấy tầng vỉ nên là rất là gấu luôn, gấu khủng luôn. Đó. Đây là phần rề và em tạm thời em sẽ bỏ phần rề ra, em quay phần pau cho các bác. Rề của nó nặng lắm. Riêng phần rề nó phải nặng trên chục cân rồi. Còn riêng con này nó nặng phải tầm 40 cân, hơn 40 cân rồi. Đó, đây là con pau của nó. Pau của nó thì con này sử dụng đến 20 sò san ken cho hai kênh các bác nhé. Và sử dụng hai biến áp khổng lồ luôn. Một biến áp ở trên và một biến áp ở bên dưới. Đây này, hai tầng biến áp luôn. Và hai biến áp riêng biệt và sử dụng 4 con tụ to 4, bằng 4 cái non bia. Mà rất là dài, nó phải dài đến gần 20 phân. Đó, em sẽ đo luôn kích thước của con này cho các bác. Đấy, con này của nó đây. Có chiều rộng của nó là 48 phân các bác nhá, 48 phân. Và có chiều cao của nó là 25 phân các bác nhá. 24 phân, gần 25 phân. Và chiều tổng chiều sâu của nó, củ bì của nó là tổng chiều sâu của nó là đi 48 phân nữa. Đấy, các bác nhìn thấy nó khổng lồ chưa? Đủ khổng lồ chưa? Riêng máy móc em bao zin bao đẹp và đánh đen à, đặc biệt là đánh 20 sò san ken cực kỳ to luôn. To gấu khủng luôn. Máy con này thiết kế cực kỳ đẹp. Công suất ra loa của nó là công suất tiêu thụ của nó 540 W nhưng mà công suất ra loa của nó là 450 W một kênh nha các bác nhá. Đây, 450 W nhân 2. Đấy. Đánh từ 4 ohm cho đến 16 ohm các bác nhé. Con này đánh từ 4 ohm cho đến 16 ohm. Nên là các bác thoải mái đánh hai đôi loa khó tính. Đấy, 4 tổng công suất của nó là 900 W. 900 W cho hai kênh. Đấy, các bác nhìn thấy một con này quá khủng chưa? Bác em bao zin bao đẹp như mới luôn. Đấy, từ phần bao cho đến phần rề cực kỳ đẹp luôn. Thì bộ bao rề này em cũng báo giá luôn. Em để cho các bác với giá là 19 triệu 500 nghìn đồng cái bộ bao rề này nhé. Cả bao cả rề. Rề nó là phần nọc luôn, nó là Equalizer luôn. Đấy, em nói rõ luôn. 19 triệu 500 nghìn đồng.
một bộ khủng long này. Đấy. Riêng bộ này là 19.500 và phải nói là hai người khênh luôn nha. Đấy các bác nhìn nó đã đủ đã mắt chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, em bao zin bao đẹp cho các bác. Bộ bao rề cực kỳ khủng long này. Và các bác nào có nhu cầu mua hàng của em thì liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 nhé. Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác. Đó, và các bác mua hàng thì vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm nhé. 10% giá trị sản phẩm, riêng con bao nhỏ này thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500. Đó, còn những con khác thì các bác vui lòng cọc trước cho em 10%. Và giá của em vừa báo cho các bác là chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ cho em để em và điện cho em để em tư vấn, để cho cũng như là phối ghép để sao cho nó hợp lý. Thì em cũng xin được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video em đăng, để có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm thích hợp ạ. Em xin chào các bác.